Hello hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình lại sẽ cho ra tất cả các bạn một trận đấu cực kỳ gọi là nó rất là hay. Hay bởi vì có những cái sự tò mò, không biết Nagaroth thì các bạn sẽ chơi nhiều với các build rồi. Nhưng để mà chơi Nagaroth 4 thanh kiếm thì không biết các bạn đã chơi hay chưa. Bởi vì theo quan điểm của mình, đây là một trận đấu các bạn không nên bắt trước. Mình chỉ gọi là chơi những cái gọi là thử thách để có thể là cho các bạn xem và hiểu được nếu thằng Nagaroth lên 4 thanh kiếm thì nó có mạnh hay không. Bởi vì giống như vị tướng Quillen, các bạn đã biết rồi, Quillen là một vị tướng nó đánh 100% tỷ lệ chỉ màng nếu đánh đứng sau. Thì ngày hôm nay mình thử chơi Nagaroth với 4 hoặc 5 cái thanh kiếm thì cái lượng sát thương kém chỉ màng như thằng Quillen, liệu Nagaroth có phù hợp hay không. Đây chỉ là một clip nó test xem nó có phù hợp hay không. Mình khuyến cáo chắc chắn nó sẽ không được mạnh, và không biết mạnh hay không nhưng mà nó sẽ không hiệu quả. Đấy, nếu các bạn chơi một trận đấu rank, các bạn lên 4 thanh kiếm này là các bạn sẽ hỏng đấy, sẽ ăn report và ăn các thứ linh tinh đấy. Rồi các bạn thân yêu ơi, đừng quên rằng là 5 giờ trưa mỗi ngày thì mình sẽ cho ra một trận đấu siêu phẩm. Và các bạn nào muốn những cái thử thách nào hay một cái trải nghiệm nào các bạn không làm được thì các bạn hãy comment ở phía dưới cho mình, để mình sẽ ra cho các bạn những cái clip trải nghiệm và hướng dẫn thật là nhiệt tình cho tất cả các bạn. Rồi thì trận đấu sẽ diễn ra như bình thường thôi, mình cũng sẽ đánh và farm rất bình thường. Chắc chắn Nagaroth nó cũng sẽ combo một bộ combo 5 chiếu của nó. Nhưng cái quan trọng là mình sẽ chém phát nào nó sẽ ăn chỉ màng phát đấy. Với nội tài thành kiếm sẽ được tăng 200% tỷ lệ chỉ màng, sát thương chỉ màng. Thì liệu Nagaroth lên 4 thành kiếm, chắc chắn nhá, 4 cái thì nó sẽ bị trung nội tài nhá, cho nên nó sẽ chỉ được cầm một cái nội tài thôi. Nhưng mình muốn lấy cái tỷ lệ chỉ màng của nó. Tại vì sao mình lại không lên sông đao bảo táp hay các đồ khác không? Chính đã bốn cái thanh kiếm để xem thằng Na nó mạnh như thế nào. Đây là một video trải nghiệm, khuyến cáo các bạn không được làm theo các bạn nhá. Rồi pha này lao lên này đây, anh theo Anat nhá. Rồi vẫn combo bình thường, đương nhiên đầu game thì thằng Na vẫn như vậy thôi. Một màng, một em, hai em, ba em này. Rồi hồi chiều hai, một, ba em rồi, ok. Ôi à, ôi ơi, anh trên đây. Anh trên để em ăn trap một kill phát, đắp một tèo phát để em lên đô cái thành kiếm nhanh ạ. Đương nhiên mình sẽ lên game này, mình sẽ lên cái đao tri hôn này, dây tốc đánh và tiếp theo lên 4 thành kiếm nhá. Hiện tại bây giờ mình đang con dung bằng ngọc mà 16% tỷ lệ chỉ màng nhá. Cho nên là các bạn khuyến cáo đây, đừng cổ học theo lên clip này nhá. Đấy chỉ là clip dành tặng cho các bạn nào đang còn vẫn đang xem kênh Mơ Sứa, và chúc cho tất cả các bạn có một kỳ nghỉ hè thật là tuyệt vời, và chúc cho những người nào đang đi làm thật là thành công nhá. Và đặc biệt nhất, những người thân yêu nhất của tất cả các bạn đang xem live, đang xem quên đi mình live stream, hãy chúc như vậy. Chúc bạn nào đang xem clip của mình, những người thân yêu nhất của các bạn có một sức khỏe thật dồi dào nhá. Bây giờ này đây sẽ là lên tốc theo Anat các bạn nhá. Theo này rồi, bay được rồi đấy các bạn. Ôi giời, đấy không những đấy là một cái clip mình có thể là thực tế test, nhưng các bạn cũng phải nhìn vào cách bay vào mục tiêu của mình. Đấy, không cho dù các bạn chơi như thế nào đi chăng nữa, cái cách cắn mục tiêu, bay vào mục tiêu chúng ta phải cân nhắc. Mình đã dặn các bạn rồi, có mát tổng thì phải bay vào thằng nào. Đấy, chắc chắn là xạ thủ chủ lực, xong đến pháp sư chủ lực của nó. Chúng ta không đừng bao giờ quên được cái chuyện không bao giờ được đánh vào thằng tánh các bạn nhá. Đấy, ngồi không chết rồi. Hiện tại mình đã có Kania 403 và mình đang sử dụng kiểu mình đánh off mà. Đánh off thì mình có thể sử dụng được 3 ngón, có thể check map và đánh Nagaroth. Cái này thì mình đã có thể hướng dẫn các bạn cách thao tác quay 3 ngón đấy nhé. Đấy, chứ không như bạn ở lại anh Cương có khi nào chơi 3 ngón đâu. Cái này mình đã có hướng dẫn clip rồi và thực tế live stream thôi. Đấy, tại vì sao live stream mình không dùng cái thao tác này, bởi vì mình nó rất là rườm ra. Thứ nhất khi live stream ấy thì nó sẽ kết nối với các phần mềm khác, nó rất là lag. Đấy, khi nó dùng chơi bình thường live stream nó lag thôi. Khi mà dùng 3 ngón nữa thì nó sẽ không hiệu quả. Trừ khi nào mình đỉnh ọp cái máy nó khỏe thì mình dùng những cái combo thao tác này, nó cực kỳ đơn giản và sướng. Nói chung sử dụng combo này ấy nó cũng khá đơn giản thôi, quan trọng các bạn phải quen nhá, phải quen thì mình sử dụng được. Rồi mình sẽ nói tiếp các bạn ơi, đừng quên rằng là 5 giờ chiều mỗi ngày mình sẽ cho ra một clip ở trên kênh Mơ Sướng, và chắc chắn sẽ có những clip hướng dẫn và những clip thử thách. Các bạn nào xem xong clip này các bạn thấy hay thì để lại cho mình một thử thách tiếp là anh ơi, anh thử chơi Nagaroth lên chém full tank đi, hoặc cái nào anh ơi em chơi Nagaroth full tank chưa chơi khi nào cả nhưng mà không biết Nagaroth full tank có mạnh không, anh hãy thử thách cho em là Nagaroth full tank đi. Đấy,
các bạn những thử thách chẳng hạn các vị tướng, ôi rồi 9316 tàu chan thật. Hoặc các bạn nào chơi những cái anh ơi hoặc là Violet em muốn lên tánh hoặc là em muốn lên full tốc đánh thì nó có hiệu quả không, thì đây là những clip mình sẽ cho các bạn thấy là nó hiệu quả không. Nếu hiệu quả chúng ta lên theo, không hiệu quả thì chúng ta xem để trải nghiệm, chứ các bạn đừng có vào trải nghiệm. Chẳng hạn các bạn muốn lên bổ thành kiếm cho khác người đi, nhưng các bạn vào chơi rank các bạn sẽ thua chẳng hạn, các bạn sẽ bị đông đội nó chửi, các bạn sẽ nạt các bạn rất nhiều. Cho nên là các bạn hãy tham khảo những clip của mình trước đấy, cho nên là không hay thì đấy, mình đã lên được 4.000 anh nha các bạn nha. Lên được 4.000 anh thì hiện tại là 16%, 16 năm, 16 nhân 5 là sao nói 80% chỉ mạng thôi. Mình có 80% tỷ lệ chỉ mạng và mình sẽ chèm auto chèm như con quy len các bạn. Những sát thương chỉ mạng sẽ không được to bằng quy len nhá, các bạn nên nhớ nhá. Những auto chèm phát nào ra chỉ mạng phát đấy. Thì thử xem Nagaroth nó có hợp với cái build kiểu là full chỉ mạng này không. Thì thì mình đang chơi thì mình chả biết hợp hay không. Thì tùy các bạn đánh giá nhá. Và đừng quên đăng hay để cho mình một nút like và nút comment đây. Lao lên fan này. Đấy. Các bạn yên tâm chèm nó thì phát nào cũng sẽ ra chỉ mạng nhá. Phát nào cũng sẽ ra chỉ mạng hết cho các bạn yên tâm. Đây, mình nhắc lại một lần nữa này chứ không các bạn lại không biết các bạn học theo là chết này. Các bạn học theo hay không học theo cái đầu là ở các bạn đấy. Nhưng mà cái clip này mình có thành công hay không thành công thì các bạn phải tùy nhìn vào. Đấy chứ không ra học theo là gió thằng mơ sướng nó chơi cái build đồ đấy. Mày ác vậy, cái gì thật ác vậy đó các bạn ạ. Đấy. Cho nên là đây một clip chỉ là cho các bạn xem thôi nhá, vui vẻ và chúng ta sẽ được trải nghiệm những build đồ mới, chứ không khuyến cáo, không khuyến khích các bạn chơi nhá. Đấy, các bạn bị hiểu cái vấn đề đấy, chứ không là do cái tài thằng mơ sướng cứ chơi những cái video này để các bạn trẻ trâu học theo. Không có. No, no and no. Rồi, tiếp tục. Theo Anat này, các bạn hãy nhìn cho mình nè. Đấy, các bạn nhìn cái cách bay vào cái này. Nếu các bạn muốn mình xấu thao tác tay ba ngọn như thế này tiếp thì mình cũng sẽ làm lại. Bởi vì cái clip để cùng cũ rồi, các bạn muốn tìm thì cũng sẽ rất khó. Nhưng các bạn chỉ cần gõ thao tác tay của mơ sương trên kênh YouTube là sẽ ra các bạn nhá. Ôi lại đang theo Anat, thằng này nó nhiều giáp hồi sinh thế bấy. Rồi thằng này tiếp tục này, Aletter này. Rồi game này khá xanh. Tí nữa thì các bạn sẽ mới thấy được sức mạnh của bốn cái thanh kiếm nó sẽ như thế nào. Hiện tại mới chỉ một cái thanh kiếm thôi, hai thanh kiếm, cho nên nó cũng sẽ chưa gây sức mạnh nhiều. Nhưng mình khẳng định chắc chắn sẽ chèm thông theo Anat đúng 3 cái. 3 cái nhá. Tí mới sẽ đếm, chèm đúng 3 cái. Nhảy vào chèm 3 cái là chết. Chắc cùng giống như Quillen. Các bạn nhá, Quillen thì nó sẽ mạnh hơn một chút. Với thằng Nagaroth là Quillen chỉ cần bay vào. Này tùy nhá. Phút này mà thằng Quillen mà có xanh đi chăng nữa ấy, nhảy vào thằng nào cũng phải một combo xong phải chém thương đấy. Thì bây giờ mình cũng so sánh cái lượng đám thằng Nagaroth. Nhảy vào combo chém bá chém. Bá chém, ok. Thử nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm thằng theo Anat hoặc thằng nào đấy, một combo và chém hai chém đi. Có chết hay không? Thì các bạn sẽ tham khảo cái clip này. Đừng quên các bạn hãy comment nếu đang những cái trải nghiệm nhá. Các bạn muốn trải nghiệm cái gì? Giống như các bạn muốn làm mình hướng dẫn vì tưởng gì? Các bạn đang yếu vì đây, một đấy này, một combo này. Ua! Các bạn nhá, một combo một chém ngủ không chết nhá. Cái này không nổi điếu, cái này không bao giờ nổi điếu này. Cũng rất là mạnh nhưng mà cũng tùy thuộc cái team địch nó thọt các bạn ạ. Nhá. Build đồ này thì nó lết game nó hơi hiểu thôi. Các bạn thì chém chưa? Thằng ná, nếu chém thế này thì nó ngang quy len thôi. Chém phát nào cùng 2700 máu, thằng Quillen cũng được 2700 máu thôi. Chẳng qua là cái tỷ lệ chỉ mạng, sát thương chỉ mạng nó ra đông đều hơn thằng ná. Đấy. Để so sánh với Quillen để tí nữa. Đây, đây. Ba thành kiếm nhá, ba thành kiếm từ bình tĩnh, thằng này nó thúc biển ác thế bấy. Đấy. Các bạn muốn chơi một cái vị tướng gì thì các bạn hãy có một đây, một combo này. Rồi, nhảy lên một chém. Đấy, các bạn thấy chưa? Một combo và một chém nhá, như Quillen luôn. Ui giời ơi. Đấy. Mình không hề nổi điếu, không hề nổi phép nhá. Giống như Quillen ấy, một combo phải chém thương một cái thì thằng Nagaroth của mình cũng sẽ phải combo chém thương một cái là kết tiểu đối phương. Mạnh chưa? Rất là mạnh. Bởi vì cái build này thì mình sẽ đánh giá một chút nhá. Tại sao các bạn không nên học theo? Bởi vì build này nó thứ nhất, bốn cái build này thì nó chỉ được tỷ lệ chỉ mạng và sát thương chỉ mạng chỉ được một lần. Còn lại thì nó được 100 sát thương vật lý thôi, à 90 có vật lý, chứ nó chả được gì cả. Mà các bạn lên 4 build này thì nó sẽ rất là yếu. Chẳng hạn các bạn bay vào sẽ bị bốc hơi. Đấy, là lý do vì sao mình khuyên các bạn không nên được học theo nhá. Học theo là chết đấy.
Rồi thì cái trải nghiệm đúc kết clip này của mình thì là đấy chỉ là một clip vui và chúng ta không nên bắt chước, vì có bắt chước thì các bạn phải được như clip này thì các bạn đến chơi, còn không thì các bạn sẽ dễ thua, lết game các bạn sẽ thua. Và các bạn đừng quên hãy comment cho mình một thử thách nào đó, mình sẽ tặng các bạn ở trong dịp hè này nhá. Và xin chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè thật tuyệt vời, và các bạn đừng quên rằng tất cả các bạn ơi, mai yêu, bye bye.